chào mừng tất cả anh em đến tới Thông Bay Lock kênh giải trí. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Xin chào các bạn. Thưa các bạn, mặc dù thầy Minh Tuệ không muốn nhắc tới quá khứ là cái thầy đã buông bỏ, nhưng cộng đồng mạng vì rất quan tâm và ngưỡng mộ thầy nên vừa đã tìm ra được những thước phim tư liệu quý. Trong đó các bạn lưu ý, tờ lịch trên tường ghi năm 2019, tức là 5 năm về trước. Khi ấy thầy đúng là một vị sư với y áo màu vàng và bình bát đúng chuẩn. Tức là thầy cũng đã từng qua và có đủ, thì mới đến bây giờ thầy tu hạnh đầu đà để bị kêu là ăn mày ăn xin, rồi là thần kinh hâm điên. Hôm nay tại tu sĩ của Phật tử Thiền Châu cũng dường sư cô và vị thầy tập tức tượng ngò trước. Thầy quay cái chủng dương quá chứ. Hôm nay thực sự là chủng dương từ trước. Hôm nay là tôi đi về bảo đảm ở cái văn đi bộ về. Không quay động, quay cái gì không quay động. Tôi thức ăn và chứng nhân ra. Để con đủ đấy nhé. Để con để ra đó. Để thầy lấy cái chín ra thế, lấy cái chín. Thầy những tệ ở đâu? Thầy những tệ lấy. Bỏ luôn nó ra thế. Bỏ cái loại của nó. Bên chính nó, thầy ăn cái nào đây thầy thầy. Này cái ăn bụt mất rồi nhé, bụt nữa à. Này thay ăn cái nào thôi. Muốn được rồi. Biết chưa? Cho tư nước mắm. Thay tư lấy hai người đó thăng. Thay tư lấy, thay tư lấy. Thay tư lấy, ba. Giống như là tắm tế đó. Thế ạ, bởi vì nhớ con nó để đang lấy. Nhớ ai biết đâu. Nhưng tư lấy đi. Bởi vì ở đấy là... Không cho nước mắm vô đó cùng. Nhớ cho nước mắm. Để thay nước. Tư lấy cái tay, tư thay lấy đi xin thôi ạ. Để có một cái cái để cho thay đổi cái như thế này, để thay đổi cái phòng như thế này đó. Cái té rồi ai đấy nhá, cái máy chạy mới mà bắt bắt mới, thế thôi thầy à, con mua được cái gì nó tăng cuốn không? Vâng, đây thực sự là những tư liệu quý để chúng ta hiểu thêm về một người đang là tâm điểm của dư luận những ngày này, với một hạnh nguyện đang được thực hiện một cách lạ kỳ phải không ạ? Và xin cảm ơn những người đã quay, đã lưu giữ và công chiếu công khai những clip này để cộng đồng mạng có cái nhìn đầy đủ hôm nay.